Rồi, trẻ rồi này các bác này. Úi giời giời đấy, bây giờ trẻ rồi này các bác, ghê chưa? Úi giời ơi. Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì dẫn các bác đi thăm gọi là nhà chủ tịch bên em. Thì trước hết thì đáng lẽ em định quay từ bên kia vào rồi, bên ngoài vào rồi, nhưng mà thôi, để cái vườn lan đẹp quá, quay qua cho các bác xem. Xong rồi mình bắt đầu đi quay xem anh nuôi chim cò như thế nào nhá. Thì bên em là đây là giới thiệu với các bác này, để anh Điệp này. Đấy. Thì quay qua cái vườn lan của anh đấy trước nhá các bác nhá. Xong rồi mình bắt đầu đến quay đến chim cò, xem là anh đấy đang sở hữu những cái chiến binh như thế nào nhá. Đó. Già này là anh làm 2 tầng thôi nhỉ? À, anh làm 2 tầng. Trên anh chơi phi điệp, ở dưới anh chơi cáo. Chơi cáo, chỉ cáo với phi điệp thôi đúng không? Anh chủ yếu hai dòng đấy thôi. Chắc anh dẫn em qua xem. Ở đây này, các bác này. Thấy giò này đấy, đẹp chưa? Anh giới thiệu qua cho em. Giò này là giò thân thủ của mình là năm trước nữa cơ, nó đạt phi 23. Mà năm vừa rồi nó bị sốc nhiệt, nó cháy hết rễ này. Nó bị sốc nhiệt, nó cháy hết rễ. May mà sao nó không bị ảnh hưởng tới gốc. Nên là năm vừa rồi là nó bị còi. Vừa rồi cái lượng hoa của nó túng từ sát gốc này nên tận ngọn, nên là cái lực của cây nó yếu đi rất nhiều. Năm nay cố gắng để chăm sóc lại, nhưng vừa rồi nó lại bị cái con bọ cánh cứng màu vàng nó ăn, rất là nguy hiểm. Nên là anh em chơi đan này phải để ý là những cái con bọ nhìn thì rất hiền thôi, nhưng mà nó cái lượng phá hoại của nó thì cực kinh khủng luôn. Những cái giống bên này thì đa phần là hàng Cao Bằng hết hay là nhà anh? Trên đàn của anh thì nó khoảng rơi vào tầm 90% Cao Bằng, chỉ có một đến có những hai cái giò là mình sưu tầm ở các tỉnh ở miền Trung Tây Nguyên. Có những cái giò nào đặc sắc không anh? Nói chung là những cái giò mà gọi là anh em gọi là va ấy, thì mình lại để ở dưới giàn dưới. Còn đây là chủ yếu là hàng thân thủ Cao Bằng thôi. À đây thân thủ đây. Đó. Khá to mà nhỉ. Thân lá nó rất đẹp. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cái giò lan này thì có thể tí nữa em chèn cái số điện thoại vào cái tiêu đề này, hay là dưới comment này, hoặc là trên cái video này thì cho các bác biết rõ luôn. Thì ví dụ như là các bác có nhu cầu liên hệ thì có thể ngắm xem anh đấy có nhượng lại giò nào hay không. Đây này các bác có nhìn thấy không? Chim anh đấy để phía dưới này này, tí mình xuống quay nhá. Quay qua mấy cái giò này nhìn thấy đẹp quá. Em cũng không đam mê lan đâu, nhưng mà thực ra thì đến đây thì đúng là nó gọi là cái một cái không gian, một cái môi trường khá lý tưởng. Mà giò gọi là như này thì cũng, như anh em chơi thì cũng có thể gọi là những giò thân lá đẹp rồi. Giống như các anh em ở miền Nam thì hay gọi đây là giò lá mít. Thân rất xanh sạch, thân cực khỏe. Hàng ngoái thân nó rất khỏe. À có ki đây này nhỉ? Nhiều ki. Như ở cái vườn này của anh thì nó rơi vào tầm bao nhiêu giò? Nói chung là nó cũng rơi, nếu tính riêng phi điệp thì nó cũng rơi tầm khoảng dao động từ 300 đến 500 giò. Ui, nhiều lắm. Còn cáo thì nó cũng tương đương. Đây này các bác ơi, đi trên cái thanh này cũng run lắm ấy. Em thuộc hệ sợ độ cao nên là vừa đi quay video mà rung thì các bác thông cảm nhá. Ui, đẹp quá. Yo, có mọc nhiều quá nhỉ. Nói chung là toàn sử dụng những cái sản phẩm địa phương nên là cái lượng cỏ nó rất nhiều. Nói chung là cứ một tháng to thì mình lại phải đi làm một lần. Bản lá to, dày nhỉ hay nhỉ? Đấy, cái bản lá này là cực dày và lá nó thân này đẹp lắm. Nói chung là anh em thì cũng có, nếu như đây cũng có thể gọi là một cây mít được rồi.
như theo tiêu chí của anh em chơi phong lan ấy thì nói chung là những cái lá mà đầu lá nó cứ tròn tròn mà bản lá to thì anh em có thể gọi là mít được rồi. Thế thì sở hữu nhiều dòng mít đấy nhà này, này đa phần những cái thân lá đều to hết nên là sắp đến chu kỳ làm cỏ đây. À, anh có những cái bờ là hết hoa nhỉ, có một cái chậu nào có hoa không nhỉ, cái bông mặt hoa đẹp đấy. Bông mặt hoa thì bây giờ mùa này nó không còn không rồi. Còn rồi nhỉ, cuối mùa rồi. Bây giờ chủ yếu là mùa này chỉ xem thân lá và mầm gốc thôi. À, nói chung là chủ yếu xem mầm gốc thôi chứ còn mặt hoa thì bây giờ không còn, chỉ có một lác đác xem là ngoài này thì như có một hai nụ thôi chứ còn chưa có hoa đâu. Thế năm nay có sổ được cái bông va nào tại vườn không? À, không có đâu. Nói chung là chơi phong lan mấy năm nay mình chưa có duyên. Có mấy cái nụ ở đây, mấy cái nụ này thì nhưng mà nó bé lắm. À, chưa ra hết được. Chưa ra hết được. Đây cũng nụ của nó đây nhưng mà chung là đây toàn hàng sổ số đây mua. Ê, cái này như kiểu hồng ấy nhỉ. À, không, nói chung là nó chỉ là một bông tím đẹp thôi chứ còn để bắt một bông hồng thì nó khác cơ. Đây ra góc ngoài kia quay kỹ cho các bác xem một vòng nữa xong rồi bắt đầu xuống chuyển xuống quay chim nhé. Đấy, cái không gian này quá là lý tưởng luôn các bác. Đấy, đi vào làm ván này đỡ sợ hơn các bác ạ. Đây toàn bộ vườn của anh đấy đây. Cái diện tích vườn này là bao nhiêu mét vuông này? Cũng rơi cả cái vườn này nó rơi vào tầm 1.800. Cả ngoài kia nó rơi vào tầm 1.800. Hẳn ngoài kia nữa đúng không? Rộng ngay. Dưới kia là những cái chậu ki đúng không anh? Đây. Đấy những chậu ki. Đây này thôi. Ở đây sản phẩm ươm kia thì nó ở cái gian bên này. Cái gian kia kìa. À, cái kìa các bác ăn này. Sản phẩm kia kia cái thứ ở dưới bên kia nhá. Đây nhá các bác này, xuống rồi. Thì đây là những cái trụ chim các bác với anh ấy sở hữu đây này các bác này. Nhiều chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 con trà màu, 7 trà màu. Bên lồng kia là anh vứt để không hả anh? Đây này, dưới này cũng có phí điệp các kiểu đây nha các bác nhá. Rất là nhiều luôn. Cả lan này chẳng lan kiếm đúng không anh? Yeah. Có hết đủ cả. Rộng ràng chưa? Rồi nghệ nhân Thanh Sang chuyển nhượng lại cho chiến binh. Con này mơ đúng không? Nhỉ? Yeah. Có chấm mơ ở ít đầu. À, để sau gáy cho các bác này nhìn kỹ chưa? Cũng có chấm mơ nhá. Thế anh có chuyển nhượng lại con này đi. À? Chuyển cho em đi. À. Về làm giống hôm nào sưu tầm được con bạch nữa về làm ghép cùng bạch vào. Rộn ràng chưa con này. Thế cái con mí lửa kia đâu nữa anh? À, lấy con mí lửa lồng trống này. Lồng trống này à? Ừ. Nhưng mà thế hay để cho em. Hả? Thôi. Đây, cái đuôi xòe xòe đấy nhỉ. Đang cố gột năm nay năm ngoái nó thay yếu. Thằng Quyền nuôi nó không giữ được lông như này. Con mơ này bắt thế này. Đấy. Hôm nọ dẫn các bác đi xem một chiến binh mơ rồi nhưng mà chiến binh mơ này cũng mơ ít hơn này. Cái này cũng của các bằng luôn. Chiến binh này là mới đến thời điểm này là nuôi được 7 tháng, 8 tháng lồng.
Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Con chim nó khỏe này, nó sụp, nó có lực. Ơ, con này con nào nữa đây? Con này à? Đấy là bằng giang. À, bằng giang à? Bằng giang là anh bắt ở đầu đầu cầu bằng giang ấy. Con ché, ché, ché nhiều ấy. À. Chim toàn đòi đánh, toàn chim giữ hết các bác ạ. Đấy, nghe sổ giọng này. Nhiều bác đã bảo chim Cao Bằng giọng không hay, nhưng mà thực ra thì em thấy giọng rất là hay luôn. Gọi là các bác không không biết, các bác căn bản là các bác thích chơi chim vùng miền ấy, chơi những con chim mà ở miền Trung hoặc là miền Nam ấy. Con đấy tông giọng nó dài hơn, nhưng mà thực ra là để đánh giá cái dòng chim Cao Bằng này thì nó cũng rất là tốt luôn, sổ giọng. Con mơ này nó ra giọng cũng rất hay này. Và nó đang tìm chim đấu trong kia nên nó ít ra giọng. Và đấy giọng này thấy gáy lại nhiều mơ hơn rồi đấy. Hay thử cho anh cám kích bông đi anh. Hả? Cái cám kích bông ấy. Kích ấy á? Ờ. Cái cám kích bông ấy, xem là độ tốt đây. Độ tốt mà hôm vừa rồi anh về cái anh cho đi thi giải đấu trường 500 luôn mà. Thi giải 500 luôn thì nó đứng ngay với cái con đại tống này. À. Sau bao nhiêu vòng nó bị dồn vào chỗ đại tống thì cơ bản ở nhà đã bị đại tống nó đè rồi. Thế là đi xuống ra đến đấy chơi được 1-2 vòng là bị... Cổ họng nó cũng ghê phết đấy. Họng to đấy nhỉ. Con này bộ cái bọng của nó tốt lắm mà. Treo ra đây cho nó tự nó không đấu nó sổ. Treo qua bên này đấy. Đấy, các bạn đấy, thấy chưa? Giọng hay mà. Không, thực ra cái vấn đề này, con chim mà nó có lửa nó căng thì giọng bắn của nó sẽ căng hơn. Con chim mà chưa có lửa mấy thì giọng của nó sẽ không căng. Ôi, nhà em bây giờ đa phần là xuống lông hết. Chim nó xuống lông nửa nó yếu lắm, nói chung là chim nó không. Cái này nói chung là cứ phải chăm hết vụ lông này đi. Được. Thái độ nó có đấy. Thái độ con mơ này có đấy nhỉ. Thái độ con mơ tốt mà. Anh hôm hôm đầu tiên đi dàn là đã chơi tốt rồi này. Là hôm sau là đúng rồi, cách nhau 2 hôm là anh cho đi thi ngay. Ui, chắc vào bàn uống nước ngồi ngắm đi nhỉ. Cái này mà không gian rộng như thế này này các bác ạ, treo mỗi con một góc như thế này, chim cực kỳ nhanh căng luôn. Cho cái con chòe kia anh thả. Để các bác này. Đâu rồi? Thả được à? Đấy, đuổi theo kìa các bác. Đấy, để to kìa. Đấy. Con này con mái em trồng này. Con mái em ơi. À. Và chim nuôi non đấy nè. Không, thực ra cái này mà kiểu như quay được lưới liếc các thứ ở vòm viết các thứ này nhờ. Thì thôi thả sướng. Ờ, hôm nọ em sang con khuyên kia khuyên trả hai con à? À đây anh treo hai lồng rồi nhờ, đây này. Nói chung là mỗi loại chơi một ít nhưng chủ yếu là vẫn là trả màu thôi. Này sướng lắm các bạn ạ.
có những không gian nhá. Thứ nhất là vườn riếc ngay phía cửa nhà này, có treo chim thì tuyệt vời. Ra nhà em còn chưa có điều kiện như thế, với cả cái khoảng nhà em nó không rộng như thế này, khoảng em là rộng như thế này thì thôi rồi luôn các bác ạ. Nói chung là cũng là một cái niềm mơ ước của em luôn đấy ạ. Mê chưa các bác, đây quay sát tận cảnh con chim cao bằng bộ to kinh khủng luôn. Đầu to này, anh ấy sở hữu con chim khiếp thật đấy. Vâng, họng con chim này, đánh giá con chim đấy. Bây giờ sẽ liên tục như này. Quay con chim ché cho các bác phê luôn. Đây, xin mời các bác nhá, mời các bác uống nước nhá. Đây, ngắm chim này, đấy, từ trước mặt này, bên phía kia đấy nhá, các bác này, đấy, bên phía kia này, đấy, ngồi ngắm trà, nhất là sang bên này chơi, quay qua nhà anh, xong rồi làm chén trà, anh em nói chuyện chim cỏ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đấy, các bác ạ. Rồi, mời các bác uống nước nhá. Ngồi uống nước, một con chim nó cứ ché suốt này các bác này. Đây, anh em ngồi uống nước đây này. Ngồi chìm đây. Đấy. Con này thì nói thật với các bác luôn, chắc anh đấy không bán đâu. Đấy, chia sẻ với các bác luôn. Thì thứ nhất nhá, con này nó là có một cái dươn ở như thế này. Chính thức là tự tay em là tuyển. Là anh đấy tức là anh đấy có cơ hội mua, nhưng mà mua sau em thôi thì chuyển nhượng cho anh đấy, gọi là anh em chơi với nhau thì để lại cho nhau, nên là để cho anh đấy sở hữu chiến binh này, không là nó cũng thuộc về em đấy các bác ạ. Đợt đấy, đợt đấy là thực ra là thế mà anh nhở. Nói chung là chơi con chim này đầu đầu tiên là anh chơi cái bộ lúc mà video clip đăng lên đấy là cũng không có thái độ, không có giọng hót đâu mà. Đúng rồi. Nó chỉ có, nhưng mà cái bộ biết của nó đấu nhỉ? Nhớ chung nhìn cái bộ con chim nó khỏe chim. Chim sổ giọng cực kỳ gắt. Đấy. Vừa hót vừa xé luôn. Riêng con này cái nước đấu con này nó săn chim thì thôi rồi. Nói chung là con chim thì nó cũng phải chọn chủ, hợp với chủ nào thì nói chung là nó cũng phải có một cái duyên nhỉ anh nhỉ. Đúng rồi, duyên đấy. Có cái duyên đấy. Chứ không phải là về, chưa chắc là về tay em ngày hôm nay nó cũng ché được như này đâu các bạn. Nói chung là thế. Nói chung là lấy về được, lấy về cho anh được mấy tháng rồi nhỉ? Tầm được khoảng, em cũng không nhớ rồi. Để thấy lấy ra. Ừ, xem nào. Trước Tết hay là ngoài Tết nhỉ? Thì đấy, thì nó lấy về cho anh một nhất, à một nhì, một ba đấy. À, một nhì, một ba rồi. Một đại nhì, một đại ba đấy. Nhưng mà bộ con chim này thì chắc không ai chê luôn này. Con này thì không ai chê cái bộ con chim. Quả bộ con chim thôi rồi luôn. Con út ngố cũng sau này tương lai lên là cũng đánh được đấy. Con út ngố cũng ra gì hết anh ạ. Con út ngố em. Nói chung là giải tỉnh, giải liên tỉnh đều có cờ. Có cờ rồi, ờ. Nhưng mà đúng là chỉ đi thi 3 lần là cả 3 lần ăn cờ. Còn trước đấy chưa đi thi phát hảo, ờ, thế mới hay. Ché suốt nguyên từ lúc này tới giờ này các bác ạ. Thôi, chắc em kết thúc video tại đây thôi. Thì mỗi video thì đưa các bác đến một cái trải nghiệm mới, cái trải nghiệm thú vị. Ví dụ như là đi tham quan nhà này à kia, học hỏi những kinh nghiệm với cả trải nghiệm những... ví dụ quay anh em đồng bào, với cả quay những cái chợ chim các thứ, với cả chia sẻ kinh nghiệm cho các bác nhá. Thôi, chào các bác, hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhá. Chào anh em nhá, chào tất cả anh em.